Em lại vào nhà đây. Em ra cẩn thận nha. Nó lên đây rồi này. Không, em cẩn mọi khác. Kiếp điểm gì lắm, sẽ móc thế nhỉ? Đang có gì đấy phía sau đi. Còn người đấy. Còn, em biết là còn mà. Nhưng mà nó đi mép bờ biển được. Năm còn nhiều lắm nhá. Đây có người. Cho chậm tí, chậm tí. Đây Ôi giữa có vòng luôn ạ. người. Chết rồi. Máy anh nó vừa cập nhật. Nhanh thế có nhìn đâu. Đâu đấy? Bắn bình xăng. Đây thấy một thằng áo hồng chỗ này. Ơ, Ôi gì địt đấy? mẹ. Vãi lồn, thế Cứu được bắn được không? mình Cứu được ạ. không? Được, Được. em chạy vào nhà. Nhà Để bình đây. tĩnh cho anh, Lượt cho thứ anh chui hai rồi chui đấy vào nhà. nhá. Rồi. Nhanh nhanh nhanh, không bọn nó đẩy. Anh Hà cẩn thận, bọn nó đẩy nha. Bọn nó đẩy thẳng vào mình đấy. Anh bắn ở trên đồi, chỗ chấm đỏ ấy. Đúng rồi, em biết rồi. Nó vào nhà bánh mì. À, anh Hải trong đấy Ở gần mình rồi. Ui, mua ba. em ở ngoài em ở ngoài Ở ngoài, ngoài, ngay ngoài, bên ngoài, bên bên cho anh chấm nhá. Có tảng đá rồi. em thì móc rồi đấy. Ui, trên nhà anh Hà có. Có mà Ui. ba bốn thằng nó vào đây làm sao mà anh ấy hết được, canh hết được. Không thì bà bảo. Ra ngoài Bảo nhanh em nhá, hứa. Vâng, mà vừa nha. cẩn thận tầng tầng hai còn đông lắm, Tầng 2 có người anh đông lắm luôn đấy. ơi. Bảo em có là trong tầng 2 có người ấy. Tưởng là bọn nó ở ngoài hết. Ra rồi, thối thối. Còn sớm mốc không? Còn anh. Có một thằng mũ ba màu hồng ở cái chỗ nhà chấm đỏ đang cũng đang dừng em. Ok, kệ. Giang ơi, đi sang cái phòng đối diện sau lưng em đi. Phòng bên này này. Anh cứ đi, anh cứ đi, đi. Em đang mép bò kệ chuyện từng lắm. Lúc nãy em vừa nhà vệ sinh nhưng mà thấy không ổn lắm. Xuống để nó bắn nhau chết bớt đi anh ạ. ừ, để nó bắn nhau cho mình xuống làm gì. Chấm vàng có một Như thế, như thằng áo hồng với thằng bọn kia khác team khác team. bò ra cửa trước rồi anh ơi. Anh còn hai flash, cứ nấp đi cho nó bắn nhau. Em sẽ móc vào nhé. Nó nhảy xuống hết rồi. Đằng sau nhà vẫn còn một đứa. Có hai thằng ba.
Ta bắn nhau ở góc nhà. Em biết em chuẩn bị ra góc vui rồi đấy. Đéo biết chỗ này đông lắm. Đừng có ra vội, nó chạy cái cánh cửa rồi đấy. Hai team hai bên nhà anh ạ. Trưởng ạ.